Xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay mình ghé nhà một người chị chơi. Bây giờ mình sẽ ra ngoài vườn, mình quay cho tất cả mọi người cái khung cảnh ở đây ha. Thì đây này ăn được nhưng mà nó hơi chát chát. Rồi mình ăn thử nha. Quá trời trái luôn mọi người. Táo. Nó hơi chát. Táo các bạn ơi. Trái nhiều lắm. Nè. Mà ha. Táo. Nè mọi người coi nè. Nó hơi chát. Trái nhiều lắm mọi người. Nè. Bạn thấy không? Đã đỏ hết trơn. Ảnh trồng nhiều trái lắm luôn mọi người. Có mấy cái gốc cây nè. Mẹ lại tới liền, mẹ tới liền. Tới liền. Đâu ảnh nói trời cây nào cây này hả? Ảnh nói cây nào ăn được? Còn cái đó cái gì? Fish. Fish hả? À, fish. Fish. Còn cái này là lê hả? Cái lê. Cái này là lê. Cái này lê các bạn ơi, lê. Lê này ăn được không? Ăn được hả? Ăn đi. Nè con. Nè. Giòn giòn. Đơn cái này đơn. Nó không có xịt thuốc, không có cái gì hết. Nè các bạn, nè. Lê nè mọi người. Đó. Đó, bây giờ mình ăn thử nha. Này. Giòn ngon, giòn quá. Giòn ngọt lắm. Cây này mấy năm rồi chị? Cây này 3 năm rồi. 3 năm hả? Mọi người. 3 năm rồi mới lên chai quá chừng luôn nè. Nào, các bạn thấy không? Nữa nè, bên đây có nhiều. Này bẻ chút bẻ về ăn. Mọi người, quá trời các bạn thấy không? Đây nè. Đó. Đây nè. Bây giờ mình sẽ kiếm cái bịch. Để em về. Bẻ em về được ha chị nè. Bẻ em về ăn nha. Bây giờ mình sẽ bẻ nè. Bây giờ mình sẽ cùng mọi người bẻ nè. Đó, một trái đã quá. Đây nữa nè. Cao quá. Ây da, cao quá. Hai trái. Bây giờ mình sẽ để dưới gốc. Mình để dưới gốc đây đi. Chút mình gom lại. Nè các bạn. Đây nè. Đây nè. Đó. Đây nè. Nè. Lại đây con, lại đây. Đó, đây nè có trái bự nè. Có trái bự. Mai ngon, mai giòn. Trái cái này nó cứ vậy thôi. Ui chắc sao gớt rồi. Trái này hình như được năm rồi chị bẻ lên cho chị Lon nè phải không? Hay quá ha, cái cây. Cái cây cái chút xíu à mà trái quá trời luôn mọi người. Nè có hai trái à mà cao quá. Cao quá phải lấy cây. Không có nổi. Cao quá, thôi bây giờ mình đi bẻ cái khác đi. Nè các bạn. Đẹp ghê. Có hoa hồng đỏ nữa mọi người. Đẹp quá. Hoa bên trong nó cũng có lá tía tô. Lá tía tô quá trời luôn. Bành bành không? Bên kia coi bên trong. Nè mọi người, lá tía tô. Lá tía tô trồng mồ hôi. Bự bự dễ sợ luôn. Hello con. Hello con. Nó không có căng. Vậy thôi nó thích. Hello con. Trời ơi, hình như là ở bên nhà kia qua đây luôn hả? Con bẻ trái đó hả? Con gì bẻ trái gì hay hôm qua hả? Nè cho con nè. Ăn đi. Ăn đi. Không có xịt thuốc, không có cái gì hết mà. Con cho mẹ ăn. Được rồi. Get out. Dạ. Yeah. Get out. Ăn gì? Go over there. Chay hủ qua đó. Dạ, yeah, hủ qua nè các bạn. Có được trái này xào ăn được rồi nè. Ủa được mấy trái rồi. Trái này đem
nấu đem, canh ăn hết. Đem rồi. Đem vô xào trứng ăn cũng ngon. Mùng tơi. Coi cà chua đoạn. Các bạn thấy ở bên Mỹ đó, họ thích trồng như vậy nè, vui. Ra nhìn vui con mắt. Úi trời cà chua quá trời kìa. Cà chua quá chân luôn. Cà chua mà nhỏ nhỏ. Trời ơi, cà chua này bẻ về chị Lon mê lắm. Yes. Này để lấy bọc. Ra bẻ chứ sao cầm tay đi, được. Đi vô chồng lấy bọc tẩy nhỏ. Dẫn nó luôn, dẫn theo luôn. Hả? Dạ, dẫn nó theo luôn. Đi. Đi đi, go inside đi lấy cái bọc con. Chi chi. Rồi đi luôn hả? Rồi đi đi, hai mẹ con mình đi rồi đi đi. Ăn mấy cái cây kia nó mấy bữa em mấy cây bên kia là mấy cây cây gì cây pear gì là cái gì á nhiều lắm mà còn cái này cái đào hả cái này nó chết bông thôi mà cái chai nó ăn không có được nó bông đẹp lắm mai mốt có xuông chụp cái cây bông này nó đẹp lắm thôi từng rồi ngủ mấy con cái gì từng rồi nữa mà xuống rồi lấy mấy con cái gì nó ăn hết chân sạch luôn họ đừng gọi rủ chị Lon xuống nhưng mà chị Lon bận đi công chuyện đẹp quá cái bông này bông gì vậy chị bông gì á black diamond hả vậy là cũng là dâu luôn. Còn cây này ở Việt Nam mình cũng cái có nhiều lắm nè. Trước nhiều lắm, cây nhiều lắm mà con cái gì ăn hết mà chị hai ăn quá trời luôn. Cái gì á? Blackberry á. Blackberry à. Bây giờ nó hết. Hết rồi, hết mùa rồi nè. Nó hết trái rồi. Coi cái bầu mới. Trời ơi. Mới hôm qua hôm kia coi bự. Bên trong cái tủ lạnh. Cái bầu á hả? Wow, quay dàn bầu của ảnh kìa. Anh ảnh là trồng cây trái quá trời ha. Ồ rồi cây này là cây cherry nè đúng không? Rồi không phải cherry cây này nè. Hả? Bên trong này nè. Cây cherry là bên trong hả? Vậy con cây này cái gì? Cây này là hồng hả? Không phải cái chai cái gì đó kêu là là cái gì á? Fig là đào. Mẹ không phải. Hả? Cái này là hoa nè, ý kiến không nè. Hoa. Đừng có kiến không á con, đừng có đụng. Kiến cắn. Đây có hoa hồng. Hoa hồng này đẹp quá các bạn. Sấy. Coi nè. Trời ơi, nó bự không à. Lê mọi người. Đây, để mình quay gần cho các bạn xem. Nè. Lê nè các bạn, một chùm luôn. Cưng ghê không? Ủa, lê này ăn được rồi phải không chị? Ăn được, em coi cái nào đó đỏ bự á. Em ăn được ngọt kiến. Ngay à. Kiến. Các bạn, mình ăn thử nha. Mọi người. Ngọt ngay à. Ngọt không? Giòn. Ngọt. Ngọt mà nước không luôn mọi người ơi. Nước không à, cái đó là nước không à. Ăn năm ngoái rồi ăn quá trời. Lê. Ngon hơn gì? Không, không nói gì. Nó cây có chút xíu hả các bạn? Cái này nó bự, cây nhỏ xíu. Cái cây cỡ 3 mét à, mà trái quá trời luôn. Chụp bên đây nè, nhiều. Cây mọi người ơi. Trái nè. Trái nè các bạn. Wow. Các bạn thấy không? Bên đây nó mới thấy rõ. Trộm không? Quá trời mọi người. Thôi ăn đi. Ngọt dễ sợ. Nước không? Nước không luôn ha. Trái hồng luôn. Em thấy con rớt hết rồi. Ăn gì? Ảnh có trồng một cây hồng nữa mọi người. Cây hồng được một trái à. Sao nó rụng hết trơn rồi, còn cái trái à? Rụng hết trơn rồi. Bên đây tại nóng quá. Bên đây. Trộn hết. Bên đây được 3-4 trái nè mọi người.
chung nè. À đó ha. Cây này chị trồng mấy năm? 3 năm hả? Ở còn hai, còn hai trái bầu giống á. Dạ. Lát ra hái đi. Chút vô trong đó em quay cho em trả. Ừ không, mà muốn hái thì hái đi. Dạ. Ở kia còn một trái, còn một trái vừa nãy bên kia, vừa hái ăn vừa hái. Dạ. Còn trái cuối cùng á, mấy con kia ăn hết rồi. Ừ, cái cây hồng giò hồng nè các bạn. Nó nhỏ xíu à mà nó có trái nè các bạn. Nè. Để 5 6 3. Sao nó gãy vậy? Không biết rồi nó từ có cây nhỏ trái nhiều đó. Ở kia có trái, ở kia có cây kia có trái gì đó. Từ gãy không biết cái đó là gãy. Ờ xe chú hả? Xe chú sợ hả? Ok ok để. Đi 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 đi. Đi 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 nè.